hãy gặp chú chuột và chú mèo. Chuột thì ở dưới bàn, bàn ở trên chuột đó. Nhăn nhăn nhăn, nên để bắt bàn mèo. Chuột thì ở dưới bàn, bàn ở trên chuột đó. Nhăn nhăn nhăn, nên để bắt bàn mèo. Chuột ở sau ghế này, phía trước là sofa. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt băng mèo. Chuột ở sau ghế này, phía trước là sofa. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt băng mèo. Chuột ở trong cái chai, chai thì ở ngoài chú. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt băng mèo. Chuột ở trong cái chai, chai thì ở ngoài chú. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt băng mèo. Chuột thì ăn bánh ngon, bánh thì nuôi chuột lớn. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt băng mèo. Chuột thì ăn bánh ngon, bánh thì nuôi chuột lớn. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt băng mèo. Ở trên chân đó, dưới chân là chuột đó. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt băng mèo. Chuột ở trên chân đó, dưới chân là chuột đó. Nhăn nhăn nhăn, đến để bắt băng mèo. Ho 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 ho, chú chuột luôn luôn vội vàng như vậy. Vịt mẹ và 5 con vịt con của nó. Năm chú vịt con mới đến nơi này, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quack 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 quack, nhưng chỉ có 4 chú vịt quay về mà thôi. Chỉ có 3 chú vịt quay về mà thôi. 3 chú vịt con mới đến nơi này, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quack 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 quack, nhưng chỉ có 2 chú vịt quay về mà thôi. Nhưng chỉ có 1 chú vịt quay về mà thôi. 1 chú vịt con mới đến nơi này, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quack 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 quack, nhưng tất cả 5 chú vịt cùng nhau quay về. Xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, đi đến trường học thôi. Xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, xe buýt kêu bíp bíp, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt ca ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt ca ngày luôn. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, xe buýt nhảy hip hop, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau.
chạy luôn. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học tôi. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt kêu rum rum, xe buýt kêu rum rum, xe buýt kêu rum rum, đi đến trường học thôi. Xe buýt kêu rum rum, xe buýt kêu rum rum, xe buýt kêu rum rum, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Ngón tay đang trốn ở đâu nhỉ? Ngón cái đâu rồi? Ngón cái đâu rồi? Mình ở đây, mình ở đây. Sáng hôm nay bác khỏe không? Rất cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Tôi chạy đây, tôi chạy đây. Ở đây, sáng hôm nay bạn khỏe không? Rất cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Tôi,
Sammy, nhìn kìa, đó là ngôi nhà mà Jack đã xây. Ngôi nhà này đây, Jack đã xây. Mặt nhà đây này, ở trong ngôi nhà, Jack đã xây. Mặt nhà kia này, chuột đã ăn, ở trong ngôi nhà, Jack đã xây. Đây là con mèo đã giết con chuột vì ăn mặt nhà, ở trong ngôi nhà, Jack đã xây. Con đây này lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Nhưng cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Đang ôm ở đây rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Hôm cho anh này rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Gà trống ở đây trong đám đông này làm thức linh mục đã cáo lông cừu. Kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Người nông dân ở đây gieo cây bắp này làm cho con gà cùng nhau la ca, làm thức linh mục đã cao lông cừu. Kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. À đây là con ngựa với chó sông và sừng. Người nông dân ở đây dọc cây bắp này làm cho con gà cùng nhau la ca, làm thức linh mục đã cao lông cừu. Kết hôn cho anh này rất nát và thật lầy. Hôm cô gái này bị bỏ rơi ở đây. Đây là con bò với cái sừng nhỏ đã khiến cho con chó lo lắng cho con mèo đã giết con chuột vì ăn kẹo ngọt, ở trong ngôi nhà Jack đã xây. Wow, ngôi nhà của Jack chắc chắn là một câu chuyện dài. Này các em, hãy đi gặp các phương tiện giao thông cùng với các Famis nào. Bọn mình chào ông taxi, Famis xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Tìm và tìm hành khách nếu cần và chờ anh ta đến đó. Chúc ông vui vẻ và may mắn nhiều. Bọn mình chào xe buýt này, Fami xin chào. Chị làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ bọn trẻ đến trường học và đưa đón. Bye bye xe buýt và chúc lái an toàn. Mình chào ngài xe chứa trái này, Fami xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mèo kẹt trên cây cần tôi đến giúp. Bye bye xe cứu hỏa và hãy giữ thân mình. Bọn
mình chào phi cơ này, Phammy xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình vận chuyển hàng hóa nhiều nơi trên thế giới. Hãy nhanh lên máy bay này và chúng mình sẽ gặp lại. Chào ngày tàu thủy đến chốn này, Phammy xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ nhiều khách cùng ra biển lớn và sẽ gặp lại nhau mỗi khi chẳng làm gì. Thật là vui khi được gặp các phương tiện vận tải phải không? Hẹn sớm gặp lại cùng các Phammy nhé. Tạm biệt. Chào các em, hãy để cho người nông dân nói với các em về cây cầu London Bridge nhé. London Bridge đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. London Bridge đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp xây nó lên bằng gỗ và đất, gỗ và đất, gỗ và đất. Xây nó lên bằng gỗ và đất, một cô gái đẹp. Gỗ và đất được rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ, rửa sạch sẽ. Gỗ và đất được rửa sạch sẽ, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng gạch và vừa, gạch và vừa, gạch và vừa. Xây nó lên bằng gạch và vừa, một cô gái đẹp. Gạch và vừa sẽ không chịu được đâu, không được đâu, không được đâu. Gạch và vừa sẽ không chịu được đâu, một cô gái đẹp. Xây nó lên với sắt và thép, sắt và thép, sắt và thép. Xây nó lên với sắt và thép, một cô gái đẹp. Sắt và thép không bị uốn cong, bị uốn cong, bị uốn cong. Sắt và thép không bị uốn cong, một cô gái đẹp. Xây nó lên bằng bạc và vàng, bạc và vàng, bạc và vàng. Xây nó lên bằng bạc và vàng, một cô gái đẹp. London Bridge đang đổ xuống đó, đổ xuống đó, đổ xuống đó. London Bridge đang đổ xuống đó, một cô gái đẹp. Này các Phammy, hãy nói cho chúng tôi biết về thời gian trong ngày. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cành tai dài. Cái tai kia chỉ ngay số 1. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 1 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Số 2 kia ở ngay tai này. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 2 giờ. Số 12 ở cành tai dài. Số 3 kia ở ngay tai này. Ôm mấy giờ rồi? Đó là 3 giờ. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick. Tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào.
dài. Cánh tay kia chỉ ngay buồn này, ôm mấy giờ rồi? Đó là 4 giờ. Số 12 ở cánh tay dài, số 5 kia ở ngay tay này, ôm mấy giờ rồi? Đó là 5 giờ. Số 12 ở cánh tay dài, cánh tay kia chỉ ngay sau này, ôm mấy giờ rồi? Đó là 6 giờ. Đồng hồ kêu tick 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 tick, tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick, tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cánh tay dài, cánh tay kia chỉ ngay bay này, ôm mấy giờ rồi? Đó là 7 giờ. Số 12 ở cánh tay dài, cánh tay kia chỉ ngay tam này, ôm mấy giờ rồi? Đó là 8 giờ. Số 12 ở cánh tay dài, cánh tay kia chỉ ngay chân này, ôm mấy giờ rồi? Đó là 9 giờ. Đồng hồ kêu tick 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 tick, tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Đồng hồ kêu tick 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 tick, tìm hiểu thời gian nhanh nhanh nào. Số 12 ở cánh tay dài, cánh tay kia chỉ ngay số 10, ôm mấy giờ rồi? Đó là 10 giờ. Số 12 ở cánh tay dài, cánh tay kia chỉ hai số 1, ôm mấy giờ rồi? Đó là 11 giờ. Số 12 ở cánh tay dài, cánh tay kia chỉ như tay dài, ôm mấy giờ rồi? Đó là 12 giờ. Tick a tock a tick a tock a tick a tick a tick. Hôm nay thật là một ngày đẹp, và tất cả các nông dân đi ra ngoài. Từ một con bướm xinh mơ cánh của mình, đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Nhìn bông hoa rực rỡ khu vườn kia với sắc hương nồng say, và những nông dân ra ngoài hôm nay để chơi với bạn của họ. Là một ngày thật đẹp cùng với những sắc màu sẽ không kết thúc đâu. Nhìn một đàn vịt kia đi bơi cùng nhau, đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Nhìn con ong say sưa cùng mật hoa với tất cả niềm vui, và những nông dân ra ngoài hôm nay
để chơi với bạn của họ. Là một ngày thật đẹp cùng với những sắc màu sẽ không kết thúc đâu. Khi một con bướm xinh mơ cánh của mình, đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Nhìn bông hoa rực nở khu vườn kia với sắc hương nồng say. Và những nông dân ra ngoài hôm nay để chơi với bạn của họ. Là một ngày thật đẹp cùng với những sắc màu sẽ không kết thúc đâu. Hãy cùng like, chẳng thể đâu. Thử nào còn nhé, sẽ thương ai đây. Mình đang like này, ồ đúng đây, vẫn đúng rồi, vẫn đúng rồi. Để chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh, hãy đến ngồi like đi. Đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia, vượt bão tuyết và mưa hay lái chậm với nhanh. Đôi non đi này vẫn được thôi, hay đạp nữa đi lên trên đồi. Mình đang lái à ồ đúng đây, vẫn đúng rồi, vẫn đúng rồi. Này chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh, hãy đi đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao hay ở thung lũng dưới kia, vượt bão tuyết và mưa hay lái chậm với nhanh. Thích không nào, vâng vâng vâng, vui phải không, vâng vâng vâng. Này còn lái à ồ còn xe, xe lái xe, xe lái xe. Đây chỉ xe đạp nhỏ xinh xinh, hãy đến ngồi lái đi. Ở đỉnh núi thật cao ở thung lũng dưới kia, vượt bão tuyết và mưa hay lái chậm với nhanh. Thật vui phải không nào? Hãy để tất cả chúng ta lái xe một lần nữa với các Famis. Này các em, hãy cùng đón những lời chào nào. Đó là ai? Tớ tên là Hello. Hello tớ xin chào, vui được gặp bạn. Hello tớ xin chào. Hello tớ xin chào. Hello tớ xin chào. Hello tớ xin chào. Hai, hai tớ xin chào, vui được gặp bạn. Hai tớ xin chào, hai tớ xin chào, hai tớ xin chào, hai tớ xin chào. Đó là ai? Cảm ơn là tớ nè. Cảm ơn tớ xin chào, vui được gặp bạn. Cảm ơn tớ xin chào, cảm ơn tớ xin chào, cảm ơn tớ xin chào, cảm ơn tớ xin chào.
được chuyện trò. Please, please ơi, please đó là vui lòng. Please, please ơi, please đó là vui lòng. Đó là ai? Tớ tên là Goodbye. Goodbye, tớ xin chào, rất vui được gặp bạn. Goodbye nhé, chào tạm biệt. Bye, Mr. Goodbye. Goodbye nhé, chào tạm biệt. Bye, Mr. Goodbye. Lời chào thật vui phải không? Hãy gặp họ lần nữa vào một ngày khác. Chào các bạn Famis. Hãy gặp người nướng bánh nào. Người nướng bánh, bạn có biết không? Là Muffin Man, là Muffin Man. Người nướng bánh, bạn có biết không? Anh sống ở trên con đường dâu. Tôi có biết anh là Muffin Man, là Muffin Man. Người nướng bánh, tôi có biết anh. Anh sống ở trên con đường dâu. Người nướng bánh hay đến gặp anh là Muffin Man, là Muffin Man. Người nướng bánh hay đến gặp anh. Anh sống ở trên con đường dâu. Người nướng bánh tôi đã gặp anh là Muffin Man, là Muffin Man. Người nướng bánh tôi đã gặp anh. Anh sống ở trên con đường dâu. Người nướng bánh thật là vui vẻ. Hãy trở lại sớm và gặp nhiều người với đủ mọi sắc màu cùng với các bạn Famis. Một buổi sáng thật đáng yêu. Hãy đánh thức bọn trẻ dậy. Đã đến lúc đến trường thôi. Trời sáng hãy thức dậy đi. Cố lên. Tắm rửa này con. Chớ lười biếng. Con ngủ tiếp nha. Bố mẹ ơi, bố ơi. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi. Mặt trời đã khỏi đầu chúng ta. Bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó, bây giờ làm sao? Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi. Mặt trời đã khỏi đầu chúng ta. Bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó, bây giờ làm sao? Bữa sáng đã sẵn sàng. Sữa và nhiều nước cam. Bột ngô với ngũ cốc nè. Có thể chọn thức ăn. Ngủ thật là ấm. Con muốn ngủ qua. Con muốn được ngủ ở trên giường. Ngay khò khò. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi. Mặt trời đã khỏi đầu chúng ta. Bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó, bây giờ làm sao? Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi. Mặt trời đã khỏi đầu chúng ta. Bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó, bây giờ làm sao? Đến trường thôi. Yeah! Trời sáng hãy thức dậy đi. Cố lên. Tắm rửa này con. Chớ lười biếng. Con ngủ tiếp nha. Bố mẹ ơi, bố ơi. Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi. Mặt trời đã khỏi đầu chúng ta. Bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó, bây giờ làm sao? Hãy nhìn ra khỏi giường con ơi. Mặt trời đã khỏi đầu chúng ta. Bạn bè con đang chờ đợi con. Con cứu rồi đó, bây giờ làm sao?
nhỏ cùng nhau ca hát. Một chú heo nhỏ làm nhà bằng rơm cỏ. Ba chú heo nhỏ cùng nhau ca hát. Một chú heo nhỏ làm nhà bằng rơm cỏ. Xôi dư đến đây và gõ cửa rất to. Cốc, 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 cốc. Heo con kia mở cửa ra mau. Không, không, ta sẽ không, không mở cửa ra đâu nhé. Đừng làm ta sẽ nổi điên, ta thôi bay cả nhà đó nghe. Hu, hu, hu. Hai chú heo nhỏ cùng nhau sửa chữa. Một chú heo nhỏ làm nhà bằng que gỗ. Hai chú heo nhỏ cùng nhau sửa chữa. Một chú heo nhỏ làm nhà bằng que gỗ. Xôi dư đến đây và gõ cửa rất to. Cốc, 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 cốc. Heo con kia mở cửa ra mau. Không, không, ta sẽ không, không mở cửa ra đâu nhé. Đừng làm ta nổi điên, ta thôi bay cái nhà đó nghe. Hu, hu, hu. Một chú heo nhỏ gọi to nhanh nhé. Anh xây nhà đó bằng nhiều gạch ông. Một chú heo nhỏ gọi to nhanh nhé. Anh xây nhà đó bằng nhiều gạch ông. Xôi dư đến đây và rọt cửa rất to. Cốc, 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 cốc. Heo con kia mở cửa ra mau. Không, không, ta sẽ không, không mở cửa ra đâu nhé. Đừng làm ta sẽ nổi điên, ta thôi bay cả nhà đó nghe. Hu, hu, hu. Nhưng con sói không thể thổi bay cái nhà. Và ba chú heo sống hạnh phúc trong ngôi nhà gạch của mình. Các Farmies, ngày hôm nay thật đẹp, tất cả chúng ta hãy đi sở thú nhé. Daddy và bọn mình đi sở thú với nhau nào. Đi với nhau đây, đi với nhau nào. Daddy và bọn mình đi sở thú với nhau nào. Chúng tôi ca ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi? Tôi không, sở thú chúng ta đi, đi nào. Nhìn voi lung lay với chú voi ở đây này. Đôi tay to và cái voi lung lung lay. Nhìn voi lung lay với chú voi ở đây này. Chúng tôi ca ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi? Tôi không, sở thú chúng ta đi, đi nào. Khi đột kìa nó gai sốt sốt soạt. Nhảy lên cao và gai sốt sốt soạt. Trèo đuôi lên cao nó gai sốt sốt soạt. Chúng tôi ca ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi? Tôi không, sở thú chúng ta đi, đi nào. Ở đằng này con gấu ấy điên rồi. Chiếc áo đen của anh ấy quá quá nặng. Đừng lại gần đến đó quá quá gần. Không nên ca ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi? Tôi không, sở thú chúng ta đi, đi nào. Hai cậu nhỏ ở hồ kêu yên 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 ngồi. Bắt chú ca nó kêu yên yên ngồi. Hai cậu nhỏ ở hồ kêu yên 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 ngồi. Chúng tôi ca ngày ở đây. Sở thú chúng tôi đi, đi, đi. Thế nào bạn, bạn mình có đi cùng tôi?
tôi không sợ, thôi chúng ta đi đi nào. Mình đùa cả ngày và đã buồn ngủ rồi, ở trên xe hơi và giấc muốn đi ngủ, sẵn sàng về nhà và ngủ đi thôi nào, bởi ta cả ngày ở đây. Sao thôi chúng tôi đi 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 thế nào bạn bạn, mình có đi cùng tôi không sao, thôi chúng ta đi đi nào. Bạn trên trang trại nhìn vào màu sắc tuyệt đẹp của các cầu vồng nào. Này chạm tím sắc màu lam xanh với sắc vàng, đó với sắc cam ta có cầu vồng. Này chạm tím sắc màu lam xanh với sắc vàng, đó với sắc cam ta có cầu vồng. Đếm những màu sắc có 7 màu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Này chạm tím sắc màu lam xanh với sắc vàng, đó với sắc cam ta có cầu vồng. Này chạm tím sắc màu lam xanh với sắc vàng, đó với sắc cam ta có cầu vồng. Là những màu gì nhỉ? Tím, chạm, lam, lục, vàng, cam và đỏ. Này chạm tím sắc màu lam xanh với sắc vàng, đó với sắc cam ta có cầu vồng. Này chạm tím sắc màu lam xanh với sắc vàng, đó với sắc cam ta có cầu vồng. Vui, hãy chờ một cầu vồng khác sớm xuất hiện. Hãy nhìn những chú gà con dễ thương đang nhảy này. Chít chít. Năm chú gà con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: các con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú gà con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: các con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú gà con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: các con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú gà con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là: các con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú gà con trên giường nhảy lon ton,
làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường và hãy ngủ đi thôi. Và tất cả những chú gà con đều đi ngủ. Chít chít. Nhìn kìa ba chú mèo con. Ba chú mèo lắm mất tất mình và chú bắt đầu khóc to. Mẹ ơi con đã lắm mất tất mình, chúng con rất buồn mẹ ơi. Cái gì con đã lắm mất tất mình để bánh sẽ không cho. Mì eo bánh mẹ phạt không cho. Ba chú mèo tìm thấy tất mình và chú bắt đầu la to. Mẹ ơi con đã tìm thấy tất mình và chúng nó đã ở đây. Con ngoan vì tìm thấy tất mình, thế bánh là của con. Mì eo mình có bánh rồi bạn ơi. Ba chú mèo mặc chiếc tất vào và chú bắt đầu ăn bánh. Mẹ ơi con đã lắm mất tất mình, chúng con rất buồn mẹ ơi. Cái gì con đã lắm mất tất mình, sao con lại nghịch thế kia. Mì eo tất mất rồi con đâu. Ba chú mèo giặt chiếc tất mình và chú bắt đầu hong khô. Mẹ ơi con đã giặt chiếc tất sạch và chúng nó đã ở đây. Con ngoan vì làm chiếc tất sạch, mẹ ngươi thấy mùi chuột to. Mì eo chúng con nghe mùi chuột to. Các chú mèo con trông rất vui. Bảy mươi
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 80, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 90, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100, 100, 100. Đôi đêm các con số hãy đếm chung với tôi. Đôi đêm các con số hãy đếm chung với tôi. Này các cậu, hãy cùng với chúng tôi hát bài hát về các hình dạng. Hình tròn kìa bạn ơi, nó thật nhỏ và thơm tho. Một thứ bánh cuốn xinh xinh, nó rất tròn. Hình tròn kìa bạn ơi, nó thật nhỏ và thơm tho. Nào giúp thịt lăn xung quanh các trang trại. Hình vuông kìa bạn ơi, có bốn cạnh vuông ngơ ngơn. Nó trông rực lưỡi binh, nó không làm gì. Hình vuông kìa bạn ơi, có bốn cạnh vuông ngơ ngơn, là một khối vuông vuông nói không quan tâm. Hình tam giác bạn ơi, mà tam giác nó nghiêng nghiêng, nó có bột đầy ở dưới hai bên cạnh. Hình tam giác bạn ơi, mà tam giác nó nghiêng nghiêng, không thể đứng trên đó nhưng có thể nhìn. Trong kia là kim cương, nó thật nhọn và lấp lánh, nó trông thật óng ánh và nó rất đẹp. Trong kia là kim cương, nó thật nhọn và lấp lánh, tôi thực sự rất muốn nó là của tôi. Trái tim thật dễ thương, nó tròn hồng và dễ thương, nó thật sự đáng yêu và đầy tình yêu. Trái tim thật dễ thương, nó tròn hồng và dễ thương, khi cảm thấy cô đơn là tôi cần nó. Nhìn kia là ngôi sao, nó trông thật là nguy nga, có một phong cách nhân ra từ rất xa. Nhìn kia là ngôi sao, nó trông thật là nguy nga, nó rực phong cách và hỏi bạn khỏe không. Màu trắng trong một hang để được uống nước xanh. Đây những màu
chàng trai, màu xanh lá cây và màu đỏ hoa hồng, trông nó rất yêu kiều và đẹp tươi. Bỏ trắng trong một hang để được uống nước xanh, đây như màu sắc của chàng trai. Sẽ đi chợ nhé. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi về nhà, chúng ta đi về nhà, đã mua xong rồi. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi về nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một chú heo to. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ gà con chúng ta sẽ mua. Chúng ta về đi đến nhà, chúng ta sẽ vui vẻ mừng. Vào khu chợ và mua một cái bánh to. Chúng ta đi về nhà, chúng ta đi về nhà, đã mua xong rồi.